bảy ơi, anh bảy, anh bảy có nhà không anh bảy ơi? Gì vậy? Trời ơi, anh nhớ bộ hỏng em bán được mấy tờ giấy số cho anh nhớ không? 10 tờ. Ờ có. Chúng đặc biệt rồi. Chúng đặc biệt rồi. Đúng rồi. Nè nè, anh dò đi nè nè. Nó. Phải không đó, tôi thấy mấy người nói chúng đặc biệt, chúng đặc biệt là chúng thiệt, em bán em nhớ mà em nhớ từng người luôn á. Chúng đặc biệt hả? Nè đây nè nè. 00 554. Đó đó. Ủa. Đúng rồi. À, chào ơi, trời ơi. Chúng đặc biệt rồi. Trời ơi, mà mười tờ luôn, trời ơi. Nhớ chị em 2 tờ. Cho hết luôn, nguyên xóm này cho hết luôn. Bà con này lại đây là cho hết luôn á. Bà con ơi, tôi trúng số rồi nè. Lại đây tôi cho đồ nè. Bà con ơi. Vậy. Đây vô đây. Mọi người vô, còn cái gì lấy được cứ đem về hết, đem về hết. Ủa đã vậy mày. Trời ơi, trúng số rồi, trúng số rồi. Trời ơi. Còn gì đó, vui vẻ thần tài phát tài luôn. Lấy thằng Phúc. Cho luôn. Trời ơi, cái đó mày không có xài được đâu, lấy làm gì? Vậy nó về nó làm gì? Thôi không còn lấy thì đi về lấy chồng mày đi. Nè, cầm cái này đi về mình lấy chồng mày. Lưu này còn sai vậy? Lấy cái lưu này nha. Cho đó, lấy đi. Lấy cái lưu của tao. Cái này có lấy không? Cái này của tôi mà. Hả? Cái lưu của tao. Trời ơi, của tôi. Mày đi về đi. Lấy của tao. Cái gì vậy? Trời ơi. Có chuyện gì vậy? Đi vô nhà ông bãi đi. Ông bãi ông trung số, ông trông quá trời đồ luôn. Mà vô đi tôi hết đó. Trời ơi. Dạ. Thiệt, vô nhanh đi. Lẹ, còn ông tôi hết gánh chịu nha. Tôi đi trước ạ. Trời ơi, còn cái gì cho tới mình không ta? Anh bãi. À, gì đó anh trung số hả? Đúng rồi, trời ơi. Phát tài rồi, đổi đời rồi. Chúng tới 10 tờ luôn. Trời ơi, đây nè. Đài Tiền Giang đó. Ô nè, cái số này không? 904554 à. Đó, nè. Ủa ngày mấy vậy? Ngày 28. Trên giấy số ngày 28 mà này ngày 5 cuối tháng sau rồi anh. 5 tháng 9 hả? 5 tháng 8 hả? Là nó trễ một tuần rồi anh. Kỳ vậy đâu. Mẹ này. Đúng đài, đúng số luôn anh. Đúng đài, đúng số. Mà lộn ngày của tuần sau rồi. Khác ngày. Chứ bà ơi. Ê, đồ của tôi. Quay. Mà kêu người ta trả đồ lại giùm đi, trời. Người ta chạy đi xa rồi, giờ này chắc người ta bán hết luôn rồi anh ơi. Trời ơi, đâu có được, trời ơi, nhà tôi, trời ơi. Hên hả, tôi tính không kêu là nó dở nhà, chứ nó dở nhà chắc tôi không có nhà tôi ở luôn rồi. Đúng đài, đúng số, mà nó khác ngay.